đến với lớp tiếng Anh 3 phút mỗi ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học cụm từ to be in the moment, nghĩa là hoàn toàn tập trung vào tình huống hiện tại, không nghĩ đến bất cứ thứ gì khác. Có người gọi là tỉnh thức, có người gọi là hiện hữu. Nói chung là bạn biết bạn đang làm gì, đang ở đâu và chỉ tập trung vào chuyện đó mà thôi. Các bạn hãy lắng nghe mẫu đối thoại sau đây nhé. His presentation is going great. He's totally in the moment. I didn't know he could talk so well. When he gets in the moment, he becomes a new person. Bài thuyết trình của anh ấy thật tuyệt vời. Anh ấy hoàn toàn tập trung vào tình huống hiện tại. Tôi đã không biết anh ấy có thể nói tốt đến như vậy đó. Khi anh ấy tập trung vào hiện tại thì anh ấy trở thành một con người mới. Các bạn có thấy rằng khi chúng ta tập trung vào một khoảnh khắc nào đó cho một công việc nào đó thì kết quả của công việc đó sẽ tốt hơn là khi chúng ta học mà tay thì bấm điện thoại, đầu lơ mơ nghĩ đến chuyện khác không? Có những chuyện đôi khi nguy hiểm. Nếu chúng ta không tập trung, ví dụ như là lái xe chẳng hạn, chúng ta có thể làm việc ít hơn nhưng hiệu quả hơn nhờ vào to be in the moment. Hãy hiện hữu trong mỗi khoảnh khắc bạn nhé. Chúc các bạn vui và hẹn gặp lại! His presentation is going great. He's totally in the moment. I didn't know he could talk so well. When he gets in the moment, he becomes a new person. His presentation is going great. He's totally in the moment. I didn't know he could talk so well. When he gets in the moment, he becomes a new person. His presentation is going great. He's totally in the moment. I didn't know he could talk so well. When he gets in the moment, he becomes a new person. Chương trình được thực hiện bởi EduMe.